không biết đủ không mấy phút này. Nặng mụn đợt này là không đỡ đau nè. Không có bầu có rửa gì em chị? Rửa sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt là chi á? Nhíp cá. Thấy mình được đó. Hợp. Sạch nắng đỡ mụn nữa. Đỡ mụn viêm. Bệnh này bà lớn đúng không? Bệnh nhỏ, nó đang rà. Nhỏ cũng đỡ. Cũng đỡ nhưng mà có mụn mũ, phải đi loa một lần. Bệnh nhỏ nha, nó mạnh mẽ sao khóc dễ sợ. Về lên xe còn khóc à? Lên xe còn khóc à? Tạo dễ sợ, khóc nức nở luôn. Không, do mụn không đào. Cái lo mà mụn này đỡ đau nè. Điện chìm gì trời. Yên đứng đầu tiên. Nổ bệnh chừng nghiền. Không. Đang này không nặng à. Dễ thành lúc rồi. Lún sâu xuống là sẽ bị thịt nút lại là thành nút ruồi, kiểu như là nó lún xuống cái thịt lấp lên luôn là thành nút ruồi là kiểu đó đó. Còn có nhiều cục lãng đẩy lên trên luôn, nó rớt ra luôn. Quá già rồi đúng không? Có loại thì lún xuống. Mụn sâu mà chưa có lo, không cần chọc chi muốn ấn thôi đó. Ấn thôi ha. Ừ, nó phọt lên. Đau nha. Thở lì. Trời ơi, nhiều cục liền. Sợ xong ấn phát mua lên phát ấy xong. Ấn phát mua là cực lên. Nào, xíu xíu.
Do bà đen vậy. Rất nhiều đây. Đang thu luôn. Đằng này bỏ mụn và khô rang luôn. Từ trước mụn viêm.
Đau mà, chỗ này hơi đau. Xong rồi đắp mặt nạ luôn nhỉ. Đá người xong rồi. Bà gồng dễ sợ. Làm sao là rồi hai ba hộp nữa sạch chân cái mặt còn cái trán mình chưa nữa bên nào. Mỗi lần chị ăn xoài vô là chị bị đau dạ dày. À, chị ăn mấy cái khác thì không bị chứ nghe. Ăn cay ăn đồ bình thường. Mà ăn xoài là ăn đau. Chị ba xí vô này nè xong rồi.